Nhân dịp U22 Việt Nam giành được tấm huy chương vàng SEA Games 30 thì một người bạn của mình có tặng cho mình một quyển sách, đó là Thỏa Giấc Mơ Vàng. Nội dung quyển sách là những câu chuyện rất thật được kể lại bởi chính người trong cuộc, đó là những cảm xúc được họ viết nên khi U22 gặt hái được tấm huy chương vàng SEA Games 30 vừa qua. Tuy nó chỉ là một danh hiệu nhỏ nhưng nó thỏa giấc mơ vàng 60 năm của bóng đá Việt Nam. Năm 2009, U23 Việt Nam gặp lại Malaysia tại trận chung kết, bại tướng của chúng ta ở vòng bảng. Cả Đông Nam Á đều tin Việt Nam sẽ thắng và cả Đông Nam Á đều chờ đợi cái khoảnh khắc chiến thắng thành hình. Trận chung kết ấy đau quá và oan nghiệt quá. Trận chung kết mà trong thâm tâm mình, có lẽ huấn luyện viên Henrik Kalisto, người đã giúp chúng ta vô địch AFF Suzuki Cup 2008, cũng khó có thể hiểu vì sao các cầu thủ của mình lại mất lửa một cách khó tin đến thế. Trận chung kết ấy, có những cầu thủ ôm mặt khóc rưng rức ngay trên sân, rồi quay sang nhìn các đồng đội với ánh mắt đầy dò xét và nghi kỵ. Phải đến cái ngày mà một thế hệ cầu thủ sạch tinh tươm thành hình thì chiếc huy chương vàng SEA Games mới trở thành hiện thực. Lần này, đường vào chung kết của chúng ta rất thuận. Và lần này, chúng ta cũng làm gõi Indonesia trong 90 phút hoàn toàn trên chân. Không còn nữa những giọt nước mắt khóc hận như năm 2009. Không còn nữa cái cảm giác như thể cầm vàng mà để vàng rơi của năm 2003. Lần này, chúng ta hoàn toàn đưa đối thủ vào trận địa của mình, đá thứ bóng đá của mình và ấn định số phận cuộc chơi ngay từ nửa cuối hiệp 2. Chiến thắng ấy và cách thắng ấy không chỉ là chiến thắng riêng trong một trận đấu hay một giải đấu. Quan trọng hơn, nó cho thấy sự trưởng thành của một nền bóng đá sau một quá trình dài đầu tư nền tảng. Các bạn có thể sống lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong tháng 12 vừa qua cùng với tấm huy chương vàng lịch sử của U22 Việt Nam. Thì ngay bây giờ, các bạn có thể đặt mua quyển sách này mà tụi mình đã để ở link ở phần comment bên dưới. Mới đây, trang Bingo đã công bố số tiền siêu khủng mà Cristiano Ronaldo bỏ túi nhờ Instagram. Cụ thể, tiền đạo người Bồ Đào Nha có được tổng cộng 47,8 triệu đô la Mỹ nhờ đăng tải các bài quảng cáo trên Instagram trong năm 2019. Trung bình, Ronaldo bỏ túi khoảng 975.000 đô la Mỹ cho mỗi bài quảng cáo đăng trên mạng xã hội có 195 triệu người theo dõi. Ronaldo bỏ xa người đứng thứ hai là Lionel Messi. Trong năm 2019, tiền đạo của Barcelona kiếm được 23,3 triệu đô la nhờ đăng tải những bài quảng cáo trên tài khoản của mạng xã hội 139 triệu người theo dõi. Điều đáng ngạc nhiên là David Beckham đứng thứ 3 sau Ronaldo và Messi. Huyền thoại của Manchester United kiếm được 10,7 triệu đô la Mỹ nhờ hoạt động quảng cáo trên Instagram. Đứng thứ 4 và thứ 5 sau Beck là Neymar và Ibrahimovic. Tuyến thủ người Brazil nhận được 7,2 triệu đô nhờ quảng cáo trên mạng xã hội, trong khi con số này của Ibra là 4 triệu. Thông qua sự giúp đỡ của võ sĩ người Nga Khabib Nurmagomedov, Aliamir Toganbekov đã gặp được Ronaldo ở Dubai. Ronaldo hiện có mặt ở đây để nghỉ đông và dự hội nghị thể thao quốc tế tại Dubai. Tại đây, Ronaldo đã dành thời gian quý như vàng của mình để trò chuyện, chơi bóng và tặng quà cho Aliamir Toganbekov. Sinh ra không có chân, nhưng Aliamir Toganbekov có nghị lực sống phi thường. Cậu bé 12 tuổi rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao và là nhân vật nổi tiếng ở Kazakhstan. Sau khi hoàn thành giấc mơ gặp mặt và chơi bóng với Ronaldo, cậu bé 12 tuổi người Kazakhstan đã đăng tải lên tài khoản Instagram có hơn 156.000 người theo dõi của mình một video clip giao lưu với ngôi sao người Bồ Đào Nha. Đây là lý do vì sao anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cảm ơn Ronaldo, anh làm người anh em của tôi cảm thấy hạnh phúc. Võ sĩ Khabib Nurmagomedov gửi lời cảm ơn Ronaldo trên mạng xã hội. Sadio Mane gần đây đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi lộ hình ảnh vẫn sử dụng một chiếc điện thoại vỡ màn hình, trong khi mức lương của anh lên tới 150.000 bảng mỗi tuần. Mức thu nhập của Mane chỉ kém mỗi Mohamed Salah, Virgil van Dijk và Roberto Firmino tại Anfield. Vậy, vì sao Mane không mua một chiếc điện thoại mới hoặc chỉ ít là thay màn hình? Hãy nhìn Sadio Mane kìa, với mức lương khổng lồ kiếm được mỗi tuần, anh ấy không hề quan tâm tới chiếc điện thoại của mình trông như thế nào. Trong khi đó, có những người không kiếm ra được đồng nào nhưng vẫn mua iPhone đời mới nhất. Một người hâm mộ bình luận sau khi biết Mane vẫn xài một chiếc điện thoại vỡ màn hình. Ngay trước thềm năm mới 2020, thủ thành Thibaut Courtois đã vướng vào bê bối động trời khi có con ngoài gia thú với nữ chuyên gia thiết kế thời trang có tên Elsa Isaac. Courtois và Elsa vốn là hàng xóm khi cả hai sống tại London. Vào thời điểm đó, Elsa đã là gái có chồng, trong khi Thibaut Courtois đang sống với cô bạn gái Marta Dominguez. Lớn ngỡ thế nào mà cả Courtois và Elsa đã có tình ý với nhau sau vài lần giáp mặt. Và sau đôi lần hẹn hò, Courtois khiến cô nàng hàng xóm sưng bụng từ lúc nào không hay. Trái với sự kỳ vọng từ Elsa về một tổ ấm hạnh phúc mà Courtois hứa hẹn, cựu thủ môn của Chelsea đã tỏ thái độ lạnh lùng. Thậm chí Courtois còn ra điều kiện chỉ đưa Elsa theo của mình tới Real Madrid nếu cô chịu phá thai. Nuốt nước mắt vào lòng, Elsa đã quyết định giữ lại giọt máu của cầu thủ người Bỉ. Theo Elsa,
cô và bạn trai đã chia tay nhau không lâu sau khi thừa nhận về cuộc tình vụng trộm với Thibaut Courtois. Với scandal có con ngoài giá thú, hồ sơ bê bối tình ái của Courtois vốn đã dày lại càng dày thêm. Ôi Elsa ơi, cái này không phải là trong phim Frozen đâu, nó là phim kinh dị.